Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Sau thời gian hậu kỳ, bộ phim ngôn tình hiện đại Luyến Tiếc Những Vì Sao đã chính thức lên sóng vào tháng 9. Phim do Vương Ngọc Văn và Trương Tân Thành diễn chính. Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Cô được biết đến qua vai diễn Cố Hề Hề trong Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân và Mẫn Tuệ trong Tình Yêu Anh Dành Cho Em. Trương Tân Thành sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Trung ương. Anh được biết đến với vai Lâm Dương trong Xin Chào Ngày Xưa Ấy, Lê Ngữ Băng trong Lấy Hấp Đường Phèn, Hạ Tử Thu trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Giang Dập trong Một Ngày Biến Thành Em. Bộ phim ngôn tình hiện đại Luyến Tiếc Những Vì Sao được chuyển thể từ tiểu thuyết Tôi Coi Cậu Là Bạn Cậu Lại của tác giả Họa Trản Miên, là một chuyện tình thành mai trúc mã từ vườn trường đến váy cưới, từ tình bạn đến tình yêu. Vương Ngọc Văn vai Đường Dạng, Trương Tân Thành vai Tưởng Thời Diên. Luyến Tiếc Những Vì Sao xoay quanh mối quan hệ bạn thân từ thời đi học của cặp đôi Đường Dạng và Tưởng Thời Diên. Sau khi ra trường, cả hai đều theo đuổi đam mê của riêng mình. Đường Dạng giúp gia đình quản lý công việc vay tín dụng, còn Tưởng Thời Diên dần dần nổi tiếng nhờ theo đuổi lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. Đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, sự tín nhiệm, ăn ý giúp hai người bạn ngày càng thân thiết hơn, tình bạn tốt đẹp dần thăng hoa trở thành tình yêu đáng ngưỡng mộ. Trải qua mỗi giai đoạn, bạn học, bạn bè đến khi trở thành người yêu, một nửa của cuộc đời, Đường Dạng và Tưởng Thời Diên từng bước xây dựng nên gia đình nhỏ hạnh phúc, cùng nhau tiến bước về phía trước. Bộ phim ngôn tình hiện đại Luyến Tiếc Những Vì Sao, với sự tham gia của dàn diễn viên Vương Ngọc Văn, Trương Tân Thành, Ngô Tuấn Đình, La Thu Vận và các diễn viên khác. Phim gồm 30 tập, với thời lượng mỗi tập là 45 phút lên sóng trên Tencent Video, Ái Kỳ Nghệ vào ngày 23 tháng 9 năm 2024. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look